Truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dùng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, bà Nguyễn Thị Bảy, 61 tuổi, đến từ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đã trải qua một hành trình đầy gian nan trong cuộc chiến chống lại ung thư đầu tụy. Sau nhiều tháng hỗ trợ điều trị tại các cơ sở y tế nổi tiếng nhưng không mang lại khả quan, bà Nguyễn Thị Bảy đã tìm đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Đây là nơi đã giúp bà Nguyễn Thị Bảy tìm lại sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Trong 3 tháng hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, bà Nguyễn Thị Bảy đã nhận được sự chăm sóc tận tình từ đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên với phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư toàn diện kết hợp với phương pháp y học và liệu pháp hỗ trợ. Bà Nguyễn Thị Bảy dần hồi phục sức khỏe, những triệu chứng khó chịu giảm đi, tinh thần của bà Nguyễn Thị Bảy phấn chấn hơn. Ngày trở về, bà Nguyễn Thị Bảy không chỉ mang theo niềm vui sức khỏe mà còn là những kỷ niệm quý giá tại phòng khám. Sự quan tâm chia sẻ từ đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên y tế đã tạo nên một môi trường ấm áp giúp bà Nguyễn Thị Bảy vững vàng trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Khi gặp lại người thân, bà Nguyễn Thị Bảy không giấu nổi niềm hạnh phúc. Sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè trong những ngày khó khăn cũng là động lực giúp bà Nguyễn Thị Bảy vượt qua nỗi đau. Giờ đây bà Nguyễn Thị Bảy có thể tận hưởng những khoảnh khắc bên người thân, cùng nhau chia sẻ những bữa cơm ấm cúng. Hành trình hỗ trợ điều trị ung thư của bà Nguyễn Thị Bảy là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và hy vọng. Phòng khám cha tường yêu thương cho không thì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tự hào đã đồng hành cùng bà Nguyễn Thị Bảy trong cuộc chiến này, giúp bà Nguyễn Thị Bảy không chỉ phục hồi sức khỏe mà còn lấy lại tinh thần trong cuộc sống. Hy vọng câu chuyện của bà Nguyễn Thị Bảy là sẽ là nguồn động lực cho nhiều bệnh nhân khác trong hành trình chống lại bệnh tật. Xin trân trọng. Cô có thể cho con biết là cái triệu chứng ban đầu của cô là bệnh gì và khi trị bệnh đó? Cái triệu chứng ban đầu của cô là cô lên khám tại bệnh viện Bình Dân. Rồi cô khám trong khi đó nó cô bị ung thư u ác đột tụy. Rồi nó đòi lấy tinh khiết, rồi cô không có cô không chịu lấy, rồi cô về cô đi thẳng xuống lên đây luôn. Thời gian đó là cô đến đây đó, cô có thể nhớ lại cô đi với ai rồi xong xuôi rồi đi lên như thế nào? Đi lên đây là đi với ông xã. Đi với ông xã, cái nhỏ con gái, gặp ông thầy Thanh. Rồi ông thầy Thanh hỏi rồi đưa cái giấy của bác sĩ cho ra viện thôi đó. Cái đưa sĩ giấy bác sĩ cho ra viện thôi ngoài, chứ còn hồ sơ là bác sĩ rảnh đã lấy cái đó rồi. Cái ông thầy Thanh nhỏ. Xuân Dũng nói nha. Mà lúc đó cô da vàng dữ lắm. Dạ thưa cô, vậy dạ. Thì trong thời gian á mà hỗ trợ điều trị tại đây nè. Dạ. Cô thấy có những cái gì mà cô nhận xét ở đây như thế nào? Thì ở đây vô đây thì cũng nhờ thầy, nhờ mấy thầy mấy cô. Đó, rồi cũng như khám bệnh cho, rồi bổ sung thêm thuốc. Dạ, rồi cái uống này 3 tháng. Rồi thấy khỏe, rồi cũng cái da cũng là bớt vàng. À. Rồi cái tinh thần thái độ phục vụ của thầy như thế nào? Thì thầy cũng vui vẻ thôi chứ không có gì hết. Dạ, dạ. Thầy cũng vui vẻ thôi, vui vẻ với bệnh nhân thôi. Dạ. Sau khi biết kết quả mình hết bệnh rồi đó, người nhà với gia đình luôn rất mừng. Trời ơi, mừng dữ lắm nè. Ai cũng mừng, điện và ai cũng mừng, người nhà cũng mừng, mà nhà con cháu gì nó cũng mừng, nó ráo nó trong. Nghe nó về nó mừng dữ lắm. Dạ. Dạ, có cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, các nhà
hảo tâm của thầy cũng như giúp đỡ cho được có bệnh ung thư. Dạ. Rồi sau khi mà cô về nhà, cô sẽ gìn giữ nó tiếp tục hay không? Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không.
con ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km.
vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà cô chú anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà cô chú anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà cô chú anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo quý ông bà cô chú anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà cô chú anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.